Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với video clip phát âm tiếp theo là nguyên âm đôi ear ear. Thì cái nguyên âm này thì phát âm như sau, các bạn để ý nè, ở đây có hai âm là âm y đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc là y, tức là đọc nửa chữ y thôi, chứ trong cái âm này nè, nó cũng chúng ta sẽ không đọc thành thành y, nhưng mà đọc nửa chữ y thôi, giống giống như ở nửa chữ y thôi, y y đúng không ạ? Tức là khẩu hình miệng giống như chữ y bình thường đúng không ạ? Y y đúng không ạ? Có thêm chữ ơ nữa, y ơ đúng không? Y ơ ơ ơ, nhưng mà chúng ta đọc nối lại là sao? Tức là chúng hai âm như chúng ta thành đọc một thành một âm. Để dễ hiểu hơn thì các bạn có thể nghe kỹ cái này nè. Bắt đầu chúng ta đọc thành là chữ y, nhưng kết thúc của cái từ đó phải là chữ ơ. Mình đọc là y ơ đúng không? Đọc dính lại, ear 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 ear. Các bạn dễ hiểu không? Thì chúng ta qua ví dụ cho các bạn dễ hiểu nha. Rồi các bạn qua ví dụ thứ nhất nè, số 1 nè. Số 1 chúng ta sẽ đọc là âm y ơ đúng không? Thấy các bạn thấy y ơ nè, đó. Khi nào thấy thì các bạn nối nó lại, ear ear. Có chữ n mình đọc là near near đúng không ạ? Near. Vậy thôi, n ear giống như tiếng Việt, đọc tiếng Việt, đánh vần tiếng Việt vậy nhé các bạn nhé. Nhưng mà các bạn phân tích nguyên âm đôi tốt là được rồi. Tương tự như vậy với số 2 nè, âm này mình sẽ đọc là y ơ đúng không? Đọc dính lại, ear ear đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đọc là here here đúng không ạ? Hoặc là here here. Vậy thôi, đơn giản lại chứ mình không đọc là here đúng không ạ? Mình sẽ nối lại ear here. Tương tự như vậy nhé bạn. Số 3. Số 3 ở đây thì có cả hai nguyên âm đôi luôn, nguyên âm đôi air với nguyên âm đôi ear đúng không? Chữ r ear thì các bạn đọc là rear rear đúng không? Rear ear rear. Nhưng chỗ này có trọng âm, các bạn để ý nè, trọng âm. Cứ khi nào trọng âm các bạn đánh cao hơn bình thường đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ đọc là air area đúng không ạ? Air area. Cái chữ ơ này nó lướt hơi nhanh, mình không sẽ không đọc là area đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ đọc nhanh hơn một chút xíu, area area đúng không ạ? Area đó, area đó đúng không ạ? Area area đúng không ạ? Vậy thôi, area đó. Vậy như vậy, tương tự như vậy cho số 4. Số 4 chúng ta cũng tương tự là đọc âm ear đúng không? Ear ear đúng không ạ? Chúng ta sẽ đọc là year 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 được không các bạn nha? Rồi tương tự như vậy số 5, các bạn vẫn khi mà vào nhìn mà hiểu phiên âm quốc tế á, thì phải xem trọng âm nằm ở đâu. Trọng âm nằm tiết thứ hai, chúng ta sẽ đọc ở âm tiết thứ hai đúng không? Bình thường chúng ta sẽ đọc là ear rear, nhưng có trọng âm chúng ta sẽ đọc là rear rear đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đọc là âm này chữ k với chữ ơ chúng ta sẽ đọc là cur cur career 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 được không các bạn? Đó thì nguyên âm đôi thì sẽ đọc như vậy. Mình nhắc lại một lần nữa nha, bắt đầu là chữ y nhưng kết thúc phải là chữ ơ, ear chứ không phải là ear đúng không ạ? Ear, tại vì chữ y này đọc nửa chữ y thôi, y y y ear ear. Thì chúc các bạn có thể phát âm thành công cái nguyên âm đôi này ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Bye bye.